Anh Trai Say Hi sắp phát sóng. Trái ơi, trái ơi, phải ơi, phải ơi, nhầm bên, nhầm bên. Có rất nhiều âm thanh khi thành phố đã chuyển động, nhưng mà đây là âm thanh khi anh đang dần chuyển giọng. Không cần lịch sự với các bài thân lom xom, tại vì lại nhanh hơn và một đôi chân diện rộng. Nếu muốn tồn tại trong thành phố này thì điểm thực hành phải cao hơn điểm đọc. Bản lĩnh của một cái thân đàn ông là phải lo cho gia đình, chứ không phải đi lên phố cuối tuần để biển động. Bỏ bỏ xe nhà bộ rồi kho lỗ bom bom co ho ho cho dân khó cho vợ khổ số. Còn ngó hồ đồ vỡ nợ. Tốt đang rủ lũ bạn mang đủ đạn, nút đời hút thu giữ nguyên toàn vũ vàng cần chỉ thủ đoạn. Ai đến mua tay cái 18 được tôi cung mang. 1, 2, 3, 4 này đếm xem bao nhiêu. Đếm thì gù và các bạn là sao biết. Mới đến tập với giấy nháp và vẫn còn ngồi đấy vác. Người vẫn còn khí pháp làm sao mà theo kịp. Lúc mà nó ây yêu các kiểu thật mà ăn chơi vẻ vỡ thì tôi vẫn ở nhà chìm vào đắc hậu. Đóng mắt tôi ở Nam Cực để cho tôi đỡ nóng khi đang bực. Đã từng đứng trước đây vượt đầy ngả vào bóng đêm. Dù lời cho anh được dạy nhưng anh lại sống bên. Mình thì vung cầu chỉ thầy khi đầu anh nóng lên. Không quan tâm là người trong nhà có làm anh nhớ đến. Trái ơi, trái ơi, phải ơi, phải ơi, nhầm bên, nhầm bên. Yeah. Có rất nhiều âm thanh khi thành phố đã chuyển động, nhưng mà đây là âm thanh khi anh đang dần chuyển giọng. Không cần lịch sự với các bài thân lom xom, tại vì lại nhanh hơn và một đôi chân diện rộng. Nếu muốn tồn tại trong thành phố này thì điểm thực hành phải cao hơn điểm đọc. Bản lĩnh của một cái thân đàn ông là phải lo cho gia đình, chứ không phải đi lên phố cuối tuần để biển động. Áo vàng áo xanh dắt máy chỗ anh xuống xe dắt bộ lên vỉa. Đóng đoàn phòng nhanh tiếng còi phía sau đất đầu lên vỉa. Bạn của ông mới vừa gọi hả? Đang kẹt xe rồi, sếp của ông mới vừa gọi nè. Em kẹt xe rồi, má của ông mới vừa gọi đó. Con kẹt xe rồi, ghế của ông mới vừa gọi nè. Anh kẹt xe rồi. Thời nhỏ, thôi đã còn cởi mở. Nhà tôi khốn khó với cả chỗ mà cơ nhở. Con vô bộ xếp nhà bộ rồi kho lỗ. Bô bô mà cô hô hô cho tôi dân khó cho vợ khổ số. Con ngó hồ đồ vỡ nợ. Tốt đang rủ lũ bạn mang đủ đạn. Nút đời hút thu giữ nguyên tôi vũ vàng cần chỉ thủ đoạn. Ai đến mua tay cái 18 được tôi cung mang. Nhưng mà là bây giờ I'm on TV mama I can't you see me. Thật là muốn trong giấc chiêm bao để em ngủ quên để rồi lại buông. Không biết tương lai, không biết trước sau, chỉ là yêu thương. Em ở đây rồi, anh ở đây rồi, phải làm sao đây? Wow. Chậm lại một giờ, hai bước về phía ai đó, ngẩn ngơ ở giữa con gió. Tại vì sao em đang nhớ anh? Khi mỗi ai đang ngơ, là khi người đó còn câu có biết bao nhiêu điều trong lòng sâu kín. Ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ ngạch của ban tổ chức. Thí sinh rap chỉ sợ mất vần, còn ban giám khảo mới là người khổ nhất. Vậy nên nhiều thí sinh cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi 5 tiếng mới được thi. Ban giám khảo nhịn ăn nhịn uống nhịn cả vệ sinh nửa ngày mới được đi. Không lời than, không lời trách, trách nhiệm cao hơn nhiệm vụ. Nên lạc quan, đừng thử thách, giữ ý sẽ này về quan điểm cũ. Ê, không lung lay tinh thần chiến binh. Rap Việt mùa 3 biến hình. Thí sinh đứng trên sàn chính trị, còn ban tổ chức lo liệu tiến trình. Sự kiên định trong từng lời rap tạo ra ban giám khảo ngồi tại đây. I say no với sự lời nhắc thoải mái tinh thần có khi lại hay. Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. D-Lo in the house. Yeah. Ây ây nghe không đưa lời bước vào sân. Để anh nhổ mấy con trâu cho mấy cung của đánh vân. Ô chạy ngay mấy thằng nhóc mày lại đây. Anh chấp vào một tay tụi anh không phải thành tân. 1, 2, 3, 4 để đếm xem bao nhiêu. Đếm thì gù và các bạn là sao biết. Mới đi tập với giấy nháp và vẫn còn ngồi đấy vác. Người vẫn còn khí pháp thì làm sao mà theo kịp. Ok, túi đẹp chéo kiểu dân công nghệ nhưng mà không phải bóng vệ. Lái xe máy hàng ngày như một thông lệ và đèo ngay yên sau mà ông đệ. Tôi với cả thằng ba tôi làm việc khác nhau. Như tôi đâu mà nó sống với cái này tôi sát nhau. Lúc mà nó ây yêu các kiểu thằng ăn chơi vẻ vỡ thì tôi vẫn ở nhà chìm vào đắc hậu. Đóng mắt tôi ở Nam Cực để cho tôi đỡ nóng khi đang bực. Đã từng đứng trước đây vượt đầy ngả vào bóng đêm. Dù lời cho anh được dạy nhưng anh lại sống bên. Mình thì vung cầu chỉ thầy khi đầu anh nóng lên. Không quan tâm là người trong nhà có làm anh nhớ đến. Mình thì khi nói về money, đó là vấn đề nan giải khi tuổi anh lớn đi. Và anh biết thời gian sẽ cho anh thích nghi. Vậy thì sống cuộc đời vui tươi làm việc mình thích đi. Anh Trai Say Hi sắp phát sóng. Anh như cùng mê, không có tiền để người ta kinh. Khoảnh khắc anh nghe được câu ấy, bé Dương biến mất và thằng Tết được khai sinh. Từng lời mẹ nói, anh mới thấy mẹ bị kinh thường, tim anh nói lại như kim đâm. Nếu đời là biển thì giây phút đó là tảng đá đầu tiên nghỉ đôi chân. Đã từng có lúc mà nó kéo anh chìm xuống, như bóng ma ám anh cả ngày hay đêm. Cho đến ngày anh muốn quên tới thì mình muốn mới nhận ra thời khắc đó là cặp cánh để bay lên. Tất cả khoảnh khắc đó đến trong đời vượt đầy, chỉ được dẫn lối từng lời như thầy. Gửi lời cảm ơn những bông mới trong bóng tối làm nhiên liệu cho anh trói sáng dạng người như này. Cheers, man.
NTEZ. Và tôi viết bài hát này dành tặng cho tất cả những ai đã từng muốn xin thôi. Chỉ muốn thả mình giữa dòng đời, đắm chìm và lặng im trôi. Nhưng mà tim tôi chỉ cần có tình yêu ở trong tim thôi. Không có gì là khó, vì khó sẽ ló cái enjoy. Tương lai dù khi tôi từng ngày thực tại đây có những bức tường dày. Yêu mới vừa thành cái yêu cũ, cái yêu sẽ muốn níu giữ nó cho nó như bùn lầy. Dòng tiền kia cho cuốn anh đi, dòng đây còn như muốn anh suy. Ok ok, anh đang cười tươi vô mặt những đời ơi. Khi nhìn về dòng tiền nhắn đợi anh lên sóng TV. Chứ nào còn nó rất là bùng nổ, trên vì giấc mơ anh không lại thì cực cổ. Phương phạm tâm chỉ có bị đầu tiên, vì anh luôn tin đầu tiên ở bên trên là phù hộ. Phương châm là tiền không phải lấy, con dây trong bụng lấy có phải tiền. Sao ta phải chạy trốn, còn đứng đâu mà ta cảm thấy khi mà trên anh vẫn hóa thành đôi cánh đưa ta. Bay cao như cánh chim trời, dù khi trên ta chờ ta. Và bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Thế chân ta đã cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Nhưng ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, enjoy, enjoy. Anh Bích đang khả năng tạo bất ngờ thì em sẽ nghĩ là chị Kiki từ Trung Quốc trở về. Còn là ca sĩ hỗ trợ của em lần này sẽ là chị Vũ Thảo My và anh Tùng. Say hi, shop phát sóng.